Rồi, đây là Bình sẽ thực hành bơi 6 vòng, bơi 6 vòng sau 12 buổi. À, Bình xích đen ngồi kia, xích đen ngồi kia trước, xích đen ngồi kia. Sau khi bơi vòng có mệt không? Dạ, cũng bình thường. À rồi, ok, đây Ronaldo, rồi bắt đầu. Đẹp chân rộng đi nha. Đẹp chân rộng ra. Đây đây đây, bên bên. Hồi nói nè, quạt cái tay rộng ra, gặp cái tay nè, gặp cái tay à. Về đây nè, gặp cái tay nha, chứ không có xoa nước gì nha, gặp cái tay nè. Nè, quạt tay gặp rồi khiếp nách nè, không? Phóng duỗi thẳng về trước. Ok. Còn cái chân sao? Đẹp rộng ra một xíu. Nghe chưa? Rồi, không có vội nha. Không có thi đấu gì hết cho nên đúng kỹ thuật rồi. Bắt đầu. Vòng thứ ba. Đây là fan của Ronaldo. Còn mũ xanh, anh mũ xanh kia là fan của Messi. Hai anh em sinh đôi. Rồi bây giờ là vòng thứ tư. Chuẩn bị. Xíu đen ngồi kia xíu. Tí một cái là bay luôn điện thoại. Bắt đầu. Trời ơi, Messi nó khỏe dưới tê. Messi nãy giờ bao nãy giờ luôn hả? Messi lướt nước tốt á. Đồng hành cùng anh hai. Đây là mẹ của Ronaldo về Messi. Đấy. Rồi, ổn ép không Ronaldo? Hả? Tiếp nở nữa không? Đây vòng thứ tư. Hả? Ổn không? Rồi. Rồi bằng Messi luôn. Đây là Messi nãy giờ mới Messi là chục vòng chưa? Rồi tiếp Messi nở nữa không? Rồi tự tự lật cánh sinh nha, nha thầy không nói nha. Rồi phía tiếp tục. Rồi bắt đầu. Đó. Đúng rồi, đạp cái chân động ra. Xe ra. Xe ra ngồi đây. Gần tường quế là đẹp, trúng cái chân, cái chân hẹp. Ronaldo, vòng thứ 5. Xe ra ngồi đây nè. Đây, nổi không vòng nữa không? Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Chuẩn bị, vòng thứ 6, bắt đầu. Đẹp chân rộng đi nha. Messi khỏe vậy ta. Messi đẹp chân đúng hay chưa Messi? Lúc cái đầu xuống. Đó, từ từ thôi. Quẹt nước ở dưới mặt nước nha. Quẹt nước dưới mặt nước nha. Để em ép cho Ronaldo chục vòng luôn. Ronaldo sức khỏe ổn chứ. Ronaldo nở nữa không? Nhắm nở không? Vì vượt qua chính mình nè, một vòng nữa cho thầy nè. Messi nở không? Nở, vòng thứ 12. Rồi, cố gắng nè. Bắt đầu. Quyết tâm lên. Nãy giờ bơ 4 phút mấy hả? Vô nước đi, thở nước đi. Đây mẹ của Ronaldo, Messi luôn đồng hành với hai con này. À. Nở nữa không? Dòng nữa không? Vượt qua chính mình nở không? Thở nước đi, thở nước đi, thở nước 5 lần đi. Thở nước 5-10 lần đi. Thở nước đi. Thở nước đi, thở nước đi nha. Thôi rồi. Ê, Messi, khỏi rồi, đang hà.
thở nước không? Rồi, chuẩn bị. Messi, cho Messi thở nước đi. Messi thở nước đi, không bao nữa. Rồi, dòng nữa nha. Bắt đầu. Messi thở nước nhiều vô gia vỉa rồi thôi, 20 lần. Đó. Khép chân lại. Đó, thư giãn. Rồi, ok. Rồi, cảm nhận sau khi hoàn thành 8 vòng thì sao? Hơi mệt. Hơi mệt, cái chiêu không? Thích chiều, không? Thích. À, sau khi 12 buổi lại biết bơi rồi, cảm giác này sao? Dễ vui. Đã vui, rồi bây giờ đeo kính vô thử nước. Rồi, coi có phát biểu gì với lại mẹ, mẹ yêu của hai đứa không? Hả? Rồi, có cảm ơn mẹ tạo điều kiện cho hai đứa học bơi không? Có. Messi tới đây, Messi. Messi. Đây, đây, bây giờ vô bê mẹ con liêu lên nè, bê mẹ con. Đây, đây, thử nước 5 lần đi. Quay cho có mặt cô mẹ hai đứa luôn. Đeo kính vô thử nước đi. Không bơi 12 lần rồi. Ờ, quá giỏi luôn. Đeo kính vô, đeo kính vô, đeo kính vô. Thử nước đi. Đây, Ronaldo, Messi thử nước. 5 lần nữa đi, 5 lần nữa. Nhanh lên. Đây, đây là mẹ Ronaldo, Messi luôn quan sát hai đứa con. Rồi. Thấy không? Chăm con rất là kỹ. Rồi, bắt tay mẹ đó. Rồi, đây mừng chiến thắng nè. Rồi, rồi, ok, chào tạm biệt khán giả đây. Bye bye. Bye bye Messi, Messi. Bye bye. Rồi, trong thời gian bye bye đây thì đứng nước cho bà con dòng họ có mấy đứa coi chứ. Rồi, coi Messi đứng nước nè. Đó, lùi xíu Messi, lùi xíu Messi. Rồi, rồi, ok. Rồi. Ronaldo đứng nước đây Ronaldo. Bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lại. Mạnh quá nó mệt. Bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thôi. Rồi, nhẹ nhàng lại. Rồi, thôi được á, ok. Rồi, tốt nghiệp. Bye bye tất cả. Bye bye.